Cô chào mừng tất cả các con đã đến với mỹ thuật lớp 1, chủ đề 2, ngôi nhà của em. Ở tiết học này, các con cần phải chuẩn bị vở tập vẽ, giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, hồ dán, kéo. Chúng ta sẽ vào nội dung thứ 3 của chủ đề ghép hình nhà. Đến với chủ đề này, các con cần phải nắm rõ mục tiêu bài học như sau. Thứ nhất, biết quan sát nhận xét khu nhà trong cuộc sống và trong tranh. Thứ hai, các con biết vẽ hoặc xé dán những hình cơ bản tạo thành những ngôi nhà và ghép thành dãy nhà. Thứ ba, các con biết yêu quý ngôi nhà và bảo vệ môi trường xung quanh. Giờ các con chúng ta vào hoạt động thứ nhất, khám phá. Các con hãy quan sát một số các hình ảnh sau đây và cho cô biết con nhìn thấy có những hình ảnh gì. Chúng ta thấy có nhà phố và nhà chung cư. Vậy nhà phố là nhà như thế nào? Nhà phố chính là dạng nhà phổ biến ở thành thị. Phố thị là nơi mà dân cư tập trung khá đông đúc. Phố xá phát triển, giao thông thuận tiện cho việc đi lại và kinh doanh. Còn nhà chung cư là nhà có nhiều tầng, trong đó có nhiều căn hộ riêng biệt, độc lập với nhau, nhưng có những phần diện tích hoặc trang thiết bị được sử dụng chung. Như vậy, những ngôi nhà phố và nhà chung cư có rất nhiều kiểu dáng riêng biệt. Vậy các con hãy quan sát những ngôi nhà trên và cho cô biết chúng có đặc điểm gì giống và khác nhau. À, cô thấy chúng đều có những phần thân nhà, mái nhà và các cửa ra vào, và chúng khác nhau về đặc điểm, màu sắc, kiểu dáng lẫn cảnh quan xung quanh, đúng không nào? Các con thấy những ngôi nhà trong cuộc sống đã đem lại cho chúng ta biết bao điều tốt đẹp. Vậy những ngôi nhà phố và nhà chung cư trong tranh như thế nào? Chúng ta cùng nhau quan sát tiếp. Nhà trong tranh vẽ có gì khác với nhà trong cuộc sống? Chúng ta thấy nhà trong tranh vẽ có rất nhiều màu sắc sinh động, còn nhà trong cuộc sống thì rất sống động và gần gũi chân thực. Vậy các con thấy hai bức tranh trên có đặc điểm gì khác nhau? Đúng rồi đấy các con ạ, chúng khác nhau về đường nét, cách trang trí và về cả kiểu dáng. Vậy để các con hiểu rõ hơn, cô mời các con chúng ta chuyển sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Ở hoạt động này, các con hãy thực hiện theo các bước như sau. Bước 1, cắt dán từ hình cơ bản tạo thành những ngôi nhà đơn lẻ. Bước 2, liên kết những ngôi nhà tạo thành kho hình ảnh. Bước 3, ghép và sắp xếp những ngôi nhà thành khu nhà. Và để khu nhà này đẹp hơn, các con hãy thêm những hình ảnh phụ và không gian xung quanh cho bức tranh thêm sinh động. Ở hoạt động này, các con có thể phối hợp vẽ và cắt dán những hình ảnh tạo thành khu nhà phố hoặc khu nhà chung cư theo ý thích. Cô thích tạo một dãy nhà phố, vậy các con hãy cùng xem cô tạo dãy nhà phố theo các bước như thế nào nhé. Con vừa được xem cô thực hiện các bước tạo dãy nhà phố,
Giờ chúng ta cùng nhau tham khảo thêm một số các sản phẩm sau. Các con vừa được xem một số bài tham khảo và giờ cô mời các con chúng ta cùng chuyển sang hoạt động 3, luyện tập thực hành. Và bằng sự khéo léo của con, cô mong các con sẽ tạo ra thật nhiều sản phẩm đẹp. Cô chúc các con hoàn thành tốt bài tập của mình. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.